Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với mình. Và hôm nay mình sẽ bóc cái bánh ủ này. Mình đã bóc xong đâu. Đó, các bạn có thể thấy. Mình tiếp tục bóc nha. Các bạn có thể thấy được những mũi móc đen đây, gọi là tới đây rồi mình sẽ nối lại này. Rồi các bạn tiếp tục mình cho mình một xích ha. Tiếp này, khi mà mình lên một xích rồi thì mình lại móc tiếp thôi. Đâu có gì mà khó, làm gì mà phải khó. Cứ đi từng mũi như vậy nhá. Móc từng mũi như này rất là dễ dàng thôi. Đó, cứ mong như vậy ha. Chẳng có gì mà khó khăn cả, đúng không? Cái bánh ủ á, ở chỗ mấy người có bánh ủ không? Mình có bánh ủ nhưng mà chẳng bao giờ mình ăn cả. Bánh ủ về bánh giòn ta. Giờ chẳng qua là móc cho đẹp thôi chứ. Cái bánh nó dở lắm các bạn, mình không ăn được, mình ghét bánh đó. Mà bánh nằm ngon quá hết. ABCGDFE fucking in the moment and live with me. ABCGDFE em không là nàn thơ, em cũng không còn là những gì mong mơ. Đêm nay nghe những gió làm chiếu lên tim ta những quyết tâm để nhau đời mơ màng. Thôi nhau xóa, thôi cũng đầy xếp ra những ngày thân hồn nhiên chờ hết. Vậy thì xin em đi. Những mũi móc mình cứ móc từ từ như vậy nha. Khởi lên ra này các bạn. Các bạn có thấy được không? Đây, mọi người sẽ tự nhé. Từng mũi một mũi là một chân như vậy nha. Móc tới rồi mình sẽ kết hàng lại. Các bạn lưu ý giúp mình, ta cứ móc như vậy đi. Các bạn thấy á là nó hơi to không? Mình không biết cành ấy, mình đang móc nó to một chút xíu thôi. Thôi kệ nhá. Là mà móc nó cũng ra cái bánh ốc mà. Chẳng qua là móc mà nó to thì mất thời gian của mình hơn thôi.
Dạ rồi chẳng cái tứ rồi. Rồi chị ăn xíu nó mặn xong rồi chị rửa. Kiếm kiếm tụi quán cho có quay cho có video á. Đấy, các bạn cứ móc tung mũi như vậy giúp mình nha. Từ đây rồi nè, các bạn sẽ gọi nó là nè. Các bạn nổi nó lại trượt hàng đó, tiếp tục lên hàng tiếp theo này. Đó, các bạn có thể thấy được mình móc từng mũi móc đơn như vậy. Các bạn cứ móc từng mũi móc đơn như vậy nha, giúp mình. Chúng ta sẽ đi từng mũi như vậy cho tới hết hàng rồi mình lại kết hàng và lên hàng mới nha. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới một chiều dài mà các bạn mong muốn thì các bạn sẽ dừng lại nó. Vậy thôi, không có gì khó khăn cả. Vì sao khi anh đi em đã không muốn lấy anh nữa? Vì sao chỉ cứ đắm nhìn anh sao mãi? Vì sao hôm nay em không thấy?